Dạ Minh. Đệ là ai? Tôi là viên đá nhỏ đây. Viên đá nhỏ? Ta thấy đệ là một hòn đá. Sau này ta sẽ gọi đệ là viên đá nhỏ. Nhưng giao hẹn trước nha. Nếu như người bên ngoài hỏi đệ có lai lịch như thế nào, đệ nói đệ là đệ ở nhà mẹ ta, nghe rõ chưa? Cái tên viên đá nhỏ đó là tỷ đặt cho tôi. Không thể nào, viên đá nhỏ còn ở tuổi nghịch bùn đất mà. Tỷ còn nhớ cái này không? Nếu tôi đem tặng cho tỷ một lần nữa, tỷ sẽ nhận nó chứ? Chữ của tôi không đẹp nên tôi đã khắc hình bát quái. Viên đá này là... nó rơi ra lúc tôi bị thương. Viên đá nhỏ, đệ phải cẩn thận đó. Sau này không được để mình bị thương nữa. Tặng tỷ nè. Tặng ta? Đây là chân thân của đệ, sao có thể tùy tiện tặng người khác được? Không phải tùy tiện tặng người khác, tôi chỉ tặng tỷ thôi. Tôi khắc ấn chân tặng cho tỷ. Ta không lấy đâu, đệ tự cất giữ đi. Tại sao chứ? Dạ Minh. Thật ra cái đêm mà tỷ lượm những con dấu đó về, tôi không hề ngủ. Là đệ thật sao? Viên đá nhỏ, đệ đã lớn như vậy rồi. Ấn chương này là chân thân của đệ, đệ phải cất nó cho kỹ đó. Nhưng mà trong đầu ta cứ nhớ đệ là một đứa trẻ thôi. Tôi là bổ thiên thần thạch, muốn lớn lên tự nhiên sẽ lớn lên thôi. Khuôn mặt cũng đẹp trai lắm, vẫn là không biết cười. Để đứng lên để ta xem thử đi. Để mặc loại y phục kỳ lạ gì vậy? Còn nữa, tóc của đệ đâu hết rồi? Người bây giờ đều ăn mặc như vậy. Bây giờ? Ở đây là đâu? Đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta hả? Chúng ta chuyển nhà từ hồi nào? Sao ta mới vừa ngủ dậy thì đệ đã lớn như vậy rồi? Nhà cũng chuyển luôn rồi. Chuyện này là sao đây? Tỷ đã ngủ rất lâu rồi. Ngủ vùi sao? Sao ta ngủ vùi chứ? Với lại rất lâu là bao lâu? 10 năm trước tỷ bị một trận ốm, ngủ vùi và ngủ mãi cho tới bây giờ. Ta ngủ 10 năm rồi. Nhưng mà tại sao ta không nhớ gì hết vậy? Cẩn thận, tỷ mới tỉnh lại, bây giờ cơ thể còn rất yếu ớt. Tỷ nghỉ ngơi trước đi đã, có lẽ từ từ tỷ cũng sẽ nhớ lại thôi. Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho tỷ. Ê, ở bên ta thêm chút nữa đi. Viên đá nhỏ, sao không ngủ? Giường không thoải mái hả? Ngủ có nghĩa là gì vậy? Ngủ hả? Chính là nhắm mắt lại không suy nghĩ gì hết. Nè, ngủ đi.
nhắm mắt. Tỷ ở bên tôi chút nữa đây. Hãng vận chuyển Bạch Gia. Lần trước coi như cô gặp may mắn, lần này tôi nhất định bắt được cô. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Tôi đã nói gì chứ? Người và yêu khác biệt. Sao cậu cứ chấp mê bất ngộ vậy? Tình tình ngốc có ý liên quan gì đến anh? Cô, tôi thì cảm thấy con người các anh có gì tốt đâu. Một yêu tinh như cô lấy tự tin ở đâu ra mà dạy dỗ tôi vậy hả? Đồ ngốc. Nè, cô có giỏi thì đừng chạy. Ăn mặc như vậy thuận mắt hơn nhiều á. Tôi đã mua một ít đồ ăn ngon ở nhà hàng Mirado, tiện nếm thử đi. Nhà hàng Mirado là nơi nào vậy hả? Tửu lâu của người phương Tây mở. Ờ... người phương Tây là người Tây Vực. Tửu lâu bây giờ gọi là nhà hàng. Tửu lâu do người Tây Vực mở được gọi là nhà hàng sao? Ừ, có thể nói là như vậy. Nhưng mà chính xác hơn một chút thì nên nói là người phương Tây. Ồ. Tôi đã mua cho tỷ bít tết, ngưu biển. À, sợ tỷ không quen, tôi còn mua thêm súp bồ câu nữa. Tỷ nếm thử đi. Để cười gì vậy? À, ăn món Tây thì phải dùng dao nĩa. Ồ. Để tôi dạy cho tỷ nha. Tay trái cầm đĩa, tay phải cầm dao. Sao không nói sớm? Cũng đơn giản mà. Phiền phức vậy nhưng mà cũng không thấy ngon gì lắm. Cái này thì rất ngon nè, để thử đi. Không cần đâu, tôi ăn rồi, tỷ ăn đi. Viên đá nhỏ, ăn gà đi. Tôi không ăn. Tại sao vậy? Tỷ thích ăn thì để tỷ ăn hết. Tình ngốc đệ đó, nửa tháng này chúng ta không được ăn thịt rồi.
Để ngửi đi, thơm lắm. Dù sao tôi cũng không thích ăn, tỷ cứ ăn hết đi. Ngon lắm. Sau này tỷ muốn ăn bao nhiêu tôi cũng đều mua cho tỷ. Bây giờ để giàu có rồi, ta ngủ suốt 10 năm để đã sung túc dư dả như vậy. Nhưng mà ta luôn thấy rất kỳ lạ. Ta chỉ nhớ những chuyện lúc đệ còn nhỏ, còn những chuyện khác ta không nhớ được gì hết. Cố nhớ cũng không nhớ nổi. Thật ra ta bị bệnh gì vậy chứ? 10 năm trước lúc tôi gặp tỷ, tỷ đã bị bệnh. Nhưng cụ thể là bệnh gì thì tôi cũng không rõ lắm. Quên rồi thì bỏ đi, bây giờ sống khỏe mạnh như vậy là đủ. Nào, nếm thử rượu van này đi. Cùng ly. Cùng ly. Sao đắng vậy? À, để nó ta biết đi. Ngoài nhà hàng Tây ra còn có thứ gì mới mẻ nữa không vậy? Tôi... đồ hôm qua tôi mặc là đồ Tây. Bây giờ trang phục thịnh hành của nữ giới được gọi là váy. Hôm nào tôi đặt cho tỷ một bộ nha. Được. Cảm ơn. Lâu rồi mình chưa tới chỗ này đó. Không mua đâu. Đăng Vân Lâu. Non nối non, lầu nối lầu, Tây Hồ múa hát chẳng lơi đâu. Gió ấm xây hồn du khách, mới bảo Hàng Châu quá Biện Châu. Tây Hồ cảnh đẹp, non xanh nước biếc, lưu dấu tiên nhân. Hôm nay tôi sẽ kể về một hậu nhân anh tuấn, chỉ vì du ngoạn Tây Hồ gặp được hai người phụ nữ mà gây chuyện khắp mấy châu thành, làm náo động khắp mấy đường qua ngõ liễu. Ngờ Liên Quyền đại sư lại phong lưu như vậy, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Mùi yêu quái. Yêu quái nhà ngươi giỏi lắm, giữa thanh thiên bạch nhật dám chọc ghẹo ta. Ta hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Sao ngài lại ôm người ta chặt như vậy? Ôi, ở trên đó cái này giống đánh nhau đó. Sao đánh nhau vậy chứ? Ôi kìa. Ôi, ghê quá ha. Ở đây nè. Vẫn muốn ôm tôi. Ngươi đừng mà, đừng mà. Trời ơi, dùng dao quá kìa. Chết rồi. Chiếc người kìa, không biết làm sao đây. Chiếc người đâu đâu? Chiếc người kìa, đốt người. Sợ quá, hoảng loạn rồi. Làm sao đây? Trời ơi, xuống rồi, ngã tôi đốt xuống rồi. Mạng kìa. Trời ơi, làm sao đấy? Muốn hại ta sao?
Ơ, ở trên lầu mấy người các cậu ở đây canh, những người khác theo ta. Nhanh lên tội nghiệp quá, gái nó còn trẻ vậy mà. Đúng là nguy hiểm quá. Chỉnh ra mau. Nhanh lên. Chuyện gì vậy? Đứng lại. Bên này nè. Đứng lại. Đứng trái. Chạy đi đâu hả? Hả? Tên ngốc này đáng đời. Gì vậy? Vẫn phải cần ta cứu ngươi. No quá. Cẩn thận, nghỉ ngơi một chút đi. Dược ngọc này được đúc từ đá linh, có thể giúp cho tỷ mau hồi phục đó. Để càng lúc càng giống tiểu ca ca rồi, chăm ta y như chăm trẻ con vậy á. Trước đây là tỷ chăm sóc cho ta, sau này hãy để ta chăm sóc tỷ. Coi như đệ có lương tâm, nhưng đệ là đệ đệ, dù đệ chăm sóc ta, đệ vẫn là đệ đệ của ta. Ai vậy? Tới liền. Cửa trước không đi, lại đi cửa sau. Trời, tới rồi. Không cần nói nhiều, thi sinh nhà tôi dặn rồi. Chỉ cần có người tới, dù là xin tiền hay là xin lương thực đều cho hết nè. Tôi không tới xin ăn. Vậy anh tới đây làm gì? Tôi tới tìm Kim tiên sinh nhà cậu. Sao anh bất lịch sự vậy? Sao tự tiện xông vào đây chứ? Tôi với Kim tiên sinh nhà cậu là bạn bè cũ mà. Mỗi người tới nhà chúng tôi tìm tiên sinh đều nói là bạn bè cũ. Có người nói quen trong lúc đấu giá, có người quen ở nhà ga xe lửa. Chúng ta không nói chuyện khác, ít nhất phải hiểu được hành tung và sở thích của tiên sinh nhà tôi. Dám hỏi vị tiên sinh này, anh là quen với tiên sinh nhà chúng tôi ở đâu vậy? Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Từ nhỏ tôi đã nghe sự tích về Kim tiên sinh nhà cậu mà lớn lên. Nghe sự tích mà lớn lên? Mới nãy không phải nói bạn bè cũ sao? Thôi anh mau đi. Cậu không đi hỏi thăm xem, sư thúc tôi, sư gia gia của tôi, ai không phải là bạn thân cậu ấy? Sư thúc sư gia gì của anh tôi không biết, tiên sinh nhà tôi không gặp khách. Nếu cậu ấy biết là tôi tới, nhất định sẽ gặp. Không gặp đâu, không gặp thật mặt. Nè, sao lại xông vào như vậy? Tiên sinh à, tôi không cản được, anh ấy cứ xông vào, tôi cũng hết cách, anh xem phải làm sao đây. Ê, sao anh còn ăn nữa vậy? Ai cho cậu vào đây? Làm gì hung dữ vậy? Không sao. Tôi đã nói là cậu không được bước chân vào Hoa Tuyết Trai nửa bước mà. Mười năm rồi, cậu vẫn thù dai như vậy. Cậu có biết không, tôi đã lảng vảng đi lại ở con đường nhà cậu suốt mấy tháng nay rồi đó. Lần này nếu không phải gặp nạn, phải tới để tạm lánh, cậu có mời tôi cũng không tới. Nạn gì? Tôi bị một yêu tinh hãm hại, trở thành kẻ giết người rồi. Đi trốn đi. Tôi phong độ ngời ngời như vậy, ra ngoài rất nguy hiểm đó. Nhưng mà cậu yên tâm, cậu chỉ cần sắp xếp cho tôi một nơi có thể ngủ, có nơi ở yên ổn, còn những chuyện khác cứ để tôi lo. Đừng có mơ,
Cục đá thối. Tôi biết cậu không phải người thấy chết không cứu. Cô ấy tỉnh rồi à?